Mời Hà Linh review sản phẩm mình bán. Thanh niên nhận cái kết đắng vì Hà Linh gì cũng chê. Có thể nói hiện tại Hà Linh có sức hút vô cùng lớn trong giới reviewer. Được khán giả nhận định là chiến thần nên hầu hết mọi lời nhận xét của chị đều được mọi người tin tưởng tuyệt đối. Cứ có sản phẩm nào là lại tag tên chị vào để review. Mới đây, một nam TikToker cũng đã nhờ Hà Linh vào thử sử dụng sản phẩm serum trị mụn mà bản thân anh bán. Tưởng rằng sẽ nhận được lời khen, ai dè chị chê đủ thứ. Đâu chỉ chê, chị còn bật mí rằng Sở Y tế đã thu hồi phiếu công bố về sản phẩm này vì không rõ nguồn gốc xuất xứ. Và trước khi đọc clip này, anh Nguyễn gửi cho chị Võ Hà Linh. Chị phụ em một tay chị lên chị review giùm em cái serum mụn Lucin để cho nhiều người trị mụn. Bạn gọi thì mình xin phép trả lời. Vào việc, ngay trong tay mình hiện nay đang có sản phẩm serum Prevent Acne đến từ nhãn hàng Lucin chỉ với dung tích 10ml nhưng mà rổ giá trên trời. Chất serum đặc màu đen khi thoa ra để lại một lớp màu rất là đậm và kết cấu tương tự như là sản phẩm Lina Acne Serum của TikToker Diệu Thảo mà trước đây mình đã từng review. Sản phẩm đó đã làm da của mình kích ứng rất là nặng nề. Mùi hương của sản phẩm này rất là hắc và nồng một mùi hóa học. Theo như mình tìm hiểu, CEO founder của nhãn hàng Lucin này chính là bạn lành. Và thật là bất ngờ, đây chính là người ở trong hệ thống Thiên Hoa trước đây đã từng tư vấn và sản phẩm thuốc rượu không rõ nguồn gốc cho mình sử dụng vào năm 2016. Và mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã ra công văn yêu cầu thu hồi phiếu công bố của 4 sản phẩm mang thương hiệu Lucin, trong đó đình đám nhất là sản phẩm Prevent Acne. Với nguyên nhân nhãn hàng này tự ý sản xuất mỹ phẩm chui và đồng thời Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng những sản phẩm này bởi vì chưa được cơ quan chức năng kiểm định. Mọi người có dám sử dụng sản phẩm này hay không? Hãy để lại bình luận cho mình được biết nha. Có thế chịu rồi chứ, biết sao giờ. Có vẻ đây là một trong những quyết định đi vào lòng đất của anh chàng TikToker. Được biết, sau đó anh đã lên tiếng đáp trả với thái độ không còn hòa nhã như xưa nữa. Anh cũng khẳng định mình đã sử dụng và có hiệu quả. Việc kinh doanh của anh cũng rất ok la. Tuy nhiên, với lời nhận xét công tâm của Hà Linh, không biết sau đó sản phẩm này sẽ đi đâu về đâu nữa. Các bạn nghĩ sao? Có ai dám thử sản phẩm này không? Comment ngay cho TV Trang biết với nhá. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trang. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.